Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức họp báo về một số điểm nhấn trong lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019, cùng quyết tâm đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ hè năm nay. Theo kế hoạch, lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019 sẽ khai mạc vào 20 giờ ngày 13 tháng 4. Trong dịp này, thành phố sẽ tổ chức một số hoạt động sôi nổi như carnival đường phố, giải đua xe các câu lạc bộ xe đạp toàn quốc, chương trình lễ hội tình yêu hòn chống mái Sầm Sơn. Mùa du lịch năm nay, thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón 4,8 triệu lượt khách, phục vụ ăn nghỉ cho 9,65 triệu ngày khách, tổng doanh thu đạt 7.900 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung vào các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian kinh doanh, thời gian lưu trú của du khách, xây dựng và triển khai đề án tổ chức chợ đêm, tuyến phố đi bộ du lịch, phối hợp khai thác tuyến du lịch đường sông Mã, các tour du lịch kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.